Tôi Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình với sự đồng hành của nhãn hàng Mát He, viên uống ngăn ngừa rụng tóc. Quý vị có thể kết đôi ngay tại trên sân khấu Bạn Muốn Hẹn Hò, hoặc là nếu như chúng ta chưa có duyên kết đôi tại đây, chúng ta cũng có thể tham gia vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Qua đó chúng ta sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn nữa, biết đâu chúng ta sẽ tìm được một nửa của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi của ngày hôm nay, xem họ có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Xin mời. Hào Mang. Tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy vậy. Tật xấu của em, trai đẹp thôi. Cỡ Captain America cũng được. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em. Bạn ơi, giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Đình Khoa. Năm nay 29 tuổi. Hồi trước học nhiệt lạnh trường đại học công nghiệp, nhưng mà giờ chuyển qua kinh doanh rồi. Kinh doanh gì? Quán trà sữa và cua tôm khô. Bán trà sữa và cua hả? Trời ơi. Quê ở đâu? Quê em ở Hồ Chí Minh City chị. Rồi, vậy ha. Bạn nữ giới thiệu đi. Dạ, em xin giới thiệu là em tên Huân. Năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em đang làm vị trí tiếp tân ở spa với lại thẩm mỹ viện. Tiếp tân ở đâu em? Dạ, ở quận Phú Nhuận. Ồ, gần nhà em. Thẩm mỹ viện. Gần nhà em á chị. Anh làm ở trên Gò Vấp á, chắc cũng giáp danh Phú Nhuận á em. Dạ, em làm ở Nguyễn Văn Chổi anh. Nguyễn Văn Chổi là gần chỗ anh rồi đó, cách có chừng 5 số cây à. Hỏi ai đưa đón em đi về? Ai đưa đón em đi về vậy? Có cần xe ôm không? Không biết nữa. Thích ăn cua không em? Dạ thích. Thích rồi, yên tâm đi. Trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ chưa luôn chị. Chưa luôn? 25 tuổi chưa có mối tình nào hết. Chắc chị không tình quá à. Thiệt mà. Tại sao cũng duyên dáng xinh xắn vậy mà không ai để ý? Một phần cũng do em ít tiếp xúc với nam giới á. Ngày xưa đi học thì còn có gặp một hai thằng bạn. Sau này ra làm toàn là nữ không à. Gặp hai thằng nào? Cô này giọng của men ghê luôn á. Gặp hai thằng bạn chắc không yêu được rồi. Không. Không yêu. Không yêu rồi. Rồi sao? Cũng nhiều người nói em hơi dữ một chút. Bây giờ bạn trai, bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Em nên nói thật thì nói dối anh. Không, nói thật. Ở đây không có nói dối nha. Chắc mấy chục. Trời ơi. Dữ vậy trời. Nhưng mà em thương có người à. Người yêu đã được bao lâu? Quen được 2 năm mấy mà chia tay chắc cũng gần 10 năm rồi vậy. Là 10 năm nay là toàn là coi như là thế thân không thôi phải không? Dạ, có bồ chứ không có người yêu. Có bồ là sao? Bồ là sao? Người yêu là sao? Nghĩa là không có người mình yêu, có bồ thôi. Từ bồ cách tới, nó cách tới người yêu xa không? Xa lắm đó chị. Bây giờ lên đây kiếm bồ hay kiếm người yêu? Kiếm vợ chị ơi. Trả lời dữ thiệt. Được. Hài hước ha. Rồi, tiêu chuẩn kiếm vợ em sao? Biết bán cua. À, chỉ cần thông minh, hài hước, giúp giống như Harry Potter vậy vậy. Ý em nói em Trấn Thành nữa hả? Bốc dáng. Dạ, bốc dáng cao trên 1m6 là được rồi chị. Đừng cao hơn em. Rồi em, bản thân em thì đòi hỏi cũng hơi cao ha. Harry Potter rồi ha. Mình có điểm mạnh, điểm yếu gì? Điểm mạnh của em là em biết lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Điểm yếu? Điểm yếu của em á là em rất là bề bộn. Nghĩa là em về nhà em quăng đồ tùm lum á. Đồ nhà em giống như bãi rác vậy á. Ai dọn dẹp? Em đang kiếm người dọn giùm em. Bán trà sữa mà để chuột hamster rồi. Mà đã vậy còn ở dơ nữa, bề bộn nữa. Ủa rồi người mình có ở dơ không? Dạ không, người em sạch lắm. Chắc không? Chị qua hửi thử rồi chị. Trời ơi, mắc mớ gì tôi hửi thử trời. Qua hửi, mắc mớ gì không hửi. Thơm, mùi thơm nhân tạo hay là mùi thơm tự tạo? Mùi thơm tự nhiên á chị. Mùi cua đó. Quá đi tượng. Tự nhiên nó muốn rối loạn tiền đình rồi anh ơi. Hỏi cô này đã. Mình có cái tật xấu gì không? Tật xấu của em chắc là do thích trai đẹp thôi. Giống ai? Dạ cỡ Captain America cũng được. Captain America mới được. Em thích người đó nhưng mà không cần thiết phải y chang như vậy. Cái chuẩn em sao? Cụ thể cao, mập ốm? Dạ, chuẩn của em thì cũng phải cao hơn em. Nếu mà cao cho 1m7 thì tốt. Thân hình thì đừng có mập quá. Em làm thẩm mỹ anh này mặt mụn rồi, nám rổ rồi, tàn nhang rồi được không? Dạ không. Phải láng mới được hả? Dạ phải láng. Em sợ mấy người bị mặt này nọ. Sao bạn trai cười bẩm mỉm hoài vậy? Em thấy là em cũng tạm tạm được đó anh. Tạm tạm được hả?
Được. Sở thích của bạn là gì? Em là thích thua rồi. Sở thích của em là thích chở chó đi dạo, là thích đá banh. Chở chó đi dạo? Cái gì vậy? Không có gấu thì chở chó chứ sao anh? Ngộ nha. Sở thích gì lạ vậy? Sở thích bỏ cua vô lòng á, rồi nuôi chuột, rồi chở chó đi dạo á. Cao 1m7 thôi hả? Dạ. Có ăn gian không? Đâu đứng lên coi thử coi. Này 1m7 đúng không anh Linh? Đúng đúng á, 7-7-1 gì đó. Nhưng cái bụng hơi bự nha. Do là mấy tháng nay em bị chấn thương không đá banh á, nó mới mập. Lại đây coi. Hên quá, nay nhạt mũi. Bây giờ mình đã tính gì tới chuyện hôn kết hôn chưa? Dạ tính rồi chị. Bao lâu mình kết hôn được? Khoảng 6 tháng tới 1 năm. Chuẩn bị được những gì rồi? Em giờ chắc cái gì em cũng gần có rồi. Gần là sao? Thì giờ em chỉ cần mua thôi. Chuẩn bị mua gì? Chuẩn bị chắc mua nhà. Định mua khu vực nào? Theo tình hình hiện tại chắc mua quận 8 mới có tiền mua. Vậy cũng được rồi, miễn có nhà là được rồi. Thí dụ mai mốt về lấy nhau tiền ai giữ? À, nhất vợ gì trời. Vậy hả? Dạ. À, vậy được, thôi vậy đó được coi. Cũng thoải mái ha. Được. Nói chung cũng cà lăng. Ây da, cũng được đó mà không biết cái mặt có cải thiện được không chứ mặt này cũng không được đẹp lắm. Qua coi giùm coi đàn gái sao. Coi đi rồi. Thôi thôi dễ thương quá. Làm gì giật mình. Hú hồn hả? Yeah. Bạn trai bên đây tính hài hước, vui vẻ. Em có yêu cầu gì bên đây không? Ảnh có thích nhậu không? Thích nhậu không? Ảnh? Ảnh không có thích nhậu em. Nó uống mà hai lon là gân anh về rồi. Anh có hút thuốc không anh? Không luôn. Hút thuốc có hại cho sức khỏe. Dạ. Yeah. Được không em? Mấy cái yếu tố đó thì được. Được hả? Dạ. Yeah. Dễ thương lắm nha. Hôm nay mình đi có đi với người thân không? Dạ có, em đi với má. Dạ có Cát Tường và chú Thường Linh. Dạ chào cô. Dạ cô nhận xét bạn trai bên đó là sao cô? Thì cô cũng thấy nó vui tính. Mà không biết con gái, con thương con gái cô có đồng ý không thôi. Gái cô có hả? Sao 25 tuổi chưa có mối tình nào? Thì xưa anh học thì đi học rồi về sau học. Chương trình này chơi là bà ngoại nó kêu lên kiếm bạn. Cũng muốn cho nó có tấm chồng. Thì ngoại có đặt ra tiêu chuẩn gì? Gia đình có đặt ra tiêu chuẩn kiếm con rể như thế nào không cô? Miễn biết trên nhìn dưới, biết người lớn này nọ. Cái quan sẽ đừng có gia trưởng nữa. Bé hồi đó giờ chưa biết nấu ăn gì chưa. Nó đi học xong mẹ làm, về là người nhà làm hết. Chiên trứng kia được không cô? Nó chưa đụng. Hồi xưa giờ chưa đụng tấm bếp nút. Trời đất ơi. Nấu mì được không? Mì gói chút nấu được. Ủa vậy rồi mấy mốt về rồi là ăn uống sao? Cứ luộc cua ăn suốt thôi gì đâu. Không uống trà sữa, trời ngon à. Giờ mình về đi học được không cưng? Dạ học được. Sơ thôi. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, mọi người tưởng em đi đám hỏi nên đi đông lắm anh ơi. Có mẹ em, sếp em, bạn bè. Đâu, chào gặp. Chào cô Cát Tường, chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào cô. Tôi là mẹ của Khoa. Dạ, anh chào bác. Mẹ thấy là bạn gái bên đây là dễ thương, thấy nói chuyện cũng hiền. Thì từ xưa tới giờ mẹ vẫn tôn trọng ý kiến của con. Rồi nếu mà sau này có tiến tới với Khoa thì tập cho nó cái thói quen nó phải biết dọn dẹp. Ở nhà toàn là mẹ dọn dẹp không à. Mẹ cũng quải lắm rồi. Dạ, không biết là bác có chịu được con dâu mà không biết nấu ăn không. Dọn dẹp thì con làm được. Cô cũng dễ lắm. Tại vì từ xưa đến giờ là nhà có mình cô là hoa hậu à. Cô đi dạy từ sáng tới chiều cho cha con ăn cơm bụi luôn. Thứ bảy với chủ nhật á, thì mới ở nhà nấu cơm. Đồ ăn cứ mua để sẵn tủ lạnh á, rồi tự chế biến tự ăn. Nói chung là nó cũng biết tự lập. Với Khoa thì nó có trách nhiệm. Thành ra cái đó để từ từ mình tập cũng được. Rồi đó giờ là quyền quyết định lại là ở hai bạn. Kéo màn lên. Cua chuột kìa tặng đi. Cái này anh tặng em để khi nào em nuôi em. Dạ mấy cô. Còn cái này á là em đừng nuôi nha. Mày để ăn. Dạ cảm ơn anh nhiều. Dạ. Khi nào em ăn mà thấy ngon thì nói anh ship cho trọn đời. Dạ. Cái này đặc biệt các em xưa giờ bà muốn hẹn hò đây là lần đầu tiên luôn đó. Tưởng ông nói tặng hai con cua này em nuôi đừng ăn nha. Anh thấy em sao? Anh thấy em dễ thương, nhìn hiền. Dạ. Còn em thấy anh sao? Thấy anh cũng được. Anh nghĩ sao nếu mà em không thích làm dâu? Ủa anh cũng không thích làm dâu nữa. Anh làm dâu chi? Không làm dâu ai chịu không? Ý là em không thích
Vợ về làm dâu Em không thích làm dâu. Anh có gì hỏi em không? Con anh muốn mấy đứa? Chỉ một hoặc hai thôi. Một hoặc hai. Em, anh có xăm mình không? Có. Có hả? Em không thích xăm mình. Giờ lỡ xăm rồi giờ sao? Giờ tao tốt hết trơn rồi, lỡ xăm có chút xíu bỏ. Có lẽ giờ cái thời anh còn nhỏ anh xăm này. Nó của anh còn trẻ trâu quá. Sao em không thích người con trai xăm mình? Em không có đánh đồng, nhưng mà những người mà xăm hình á thường hay thể hiện mình là dân chất chơi, kiểu mà làm màu á. Anh đâu có xăm mấy cái hình đó đâu. Dạ. Với lại anh xăm trong người không ai thấy á. Vậy hả? Sau này chỉ có vợ anh thấy thôi đúng không? Nhưng bây giờ hiện tại là xăm hình gì hay là xăm hình bạn gái cũ? Trời, chị nói vàng gái chứ không dám quen em luôn rồi. Vậy là có thiệt luôn hả? Rồi xong luôn. Không cần biết anh ai. Không cần biết. Trời ơi, mà xăm hình là xăm cái mặt người hay xăm tên? Xăm mặt người vậy? Sao em? Cái gái cũ hả? Mình về mình xăm cái mặt em, dậm lên cái mặt đó. Vậy chị thấy nhiều người rồi. Anh nghĩ là cái chuyện xăm hình á là không phải quá khứ đi. Dĩ vãng. Chứ anh cũng không có thích thể hiện gì hết. Đúng rồi. Chỉ là hồi đó còn nhỏ nên suy nghĩ không chín chắn thôi. Đúng rồi. Chứng minh một cái điều là khi yêu người ta quyết liệt lắm. Đã yêu là yêu quyết liệt. Và khi cái chuyện nó qua đi rồi giờ còn nhớ gì nữa không? Cũng lâu quá rồi nên... 10 năm rồi đúng không? Dạ. Ừ, coi nó hết rồi. Bây giờ nè, em nhìn bạn gái đi, em cảm nhận thế nào? Đang tìm đọc tình thật rồi nè anh. Chứ hồi đó đến giờ em nhìn mấy người khác em không có... Em phải suy nghĩ thật kỹ và nói cái gì đó thật thuyết phục với bạn nữ. Anh thì chắc cái chuyện này anh đang nói không có hay. Nhưng mà anh là thật sự là muốn cùng em tìm hiểu. Rồi từ từ em có thể quyết định có quen anh hay không. Dạ. Thôi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bấm nút. Suy nghĩ thật kỹ nha. Chuột cua dẹp qua một bên. Xem đối tượng này có thể đi cùng ta một đoạn đường dài hay không. Bây giờ 3 tiếng đếm bắt đầu. 1 2 3 Hết thời gian. Em có bấm không? À, có bóng. Mình có chứng kiến của mình. Dạ. Anh biết rằng tuổi trẻ thì nông nổi ha. Còn cô gái? Chị cảm thấy cái cảm giác của em không có miễn cưỡng cũng không hạnh phúc đâu. Đúng rồi, dạ. Chính xác là như vậy. Chúng tôi cũng không khuyến khích mà các bạn phải bấm nút. Nói chung là chúng ta có duyên. Mình rung động thì mình mới bấm nút, mình không rung động thì thôi. À, chúc hai bạn sớm tìm được hạnh phúc. Xin tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Tuy rằng không bấm nút nhưng cua thì vẫn cứ luộc. Và chuột thì vẫn cứ nuôi. Dạ, cảm ơn. Đó là món quà có thể các bạn sẽ là bạn với nhau. Mình sẽ nhớ nhau ngày hôm nay, chúng ta có thêm một người bạn. Dạ. Rồi. Chúc thành công nha, thằng trai nha.